Bạn sẽ hạn chế được nguy cơ chấn thương trong chạy bộ khi biết điều này. Để đạt được hiệu quả tối đa khi chạy bộ và tránh chấn thương, bạn cần nắm vững tư thế chạy bộ đúng sau đây. Đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, chạy bộ đúng kỹ thuật. Trước tiên bạn phải chú ý đến tầm nhìn vì tốc độ khi chạy sẽ nhanh nên phải luôn chú ý quan sát xung quanh. Nhìn thẳng về phía trước và tập trung mắt vào mặt đất cách bạn khoảng 3-6 mét là phù hợp nhất. Tư thế tay, di chuyển tay theo khớp vai khi chạy bộ, khuỷu tay thu gọn, đánh tay về phía trước và lưu ý không vung tay quá mạnh, cánh tay di chuyển nhịp nhàng theo bước chân. Tránh vung tay quá mạnh hoặc giữ tay quá cao, điều này sẽ giúp tiết kiệm năng lượng và duy trì tốc độ ổn định. Giữ thân người thẳng, thường khi chạy mệt hoặc bắt đầu kiệt sức, bạn sẽ có xu hướng nghiêng đầu về phía trước hoặc sau. Tuy nhiên cách chạy này sẽ khiến cho cổ, vai và lưng bị căng đau. Để rèn luyện tư thế chạy bộ đúng cách, bạn hãy ngẩng đầu, nhìn thẳng, lưng thẳng, cột xương sống giữ ổn định theo trục đường thẳng. Đầu gối gập tự nhiên, tránh nâng đầu gối quá cao hoặc đập mạnh xuống đất, điều này có thể gây chấn thương cho khớp gối. Bước chân, bạn nên chạy bằng bước chân ngắn và nhẹ nhàng, tiếp đất bằng phần giữa bàn chân thay vì gót chân. Điều này giúp giảm áp lực lên đầu gối và các khớp xương, đồng thời tăng cường hiệu suất chạy bộ. Chạy bộ đúng tư thế không chỉ giúp bạn đạt hiệu quả tối đa trong luyện tập mà còn bảo vệ cơ thể khỏi những chấn thương không đáng có. Hãy áp dụng những bí quyết trên vào thói quen chạy bộ hàng ngày và cảm nhận sự khác biệt. Đừng quên theo dõi Hanlisipod để cập nhật thêm những thông tin hữu ích về chạy bộ nhé!